Hello, come back to my channel. Start again, go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. Scary Teacher vào đây. Chapter S, ok. Let go. What should I wear to the... No one can stop me with these special shoes. If only those stupid birds would disappear. No, hush. Thank you.
I grip six. Hold again. Let go. I think I need a plan. Find a way. Mix the ingredients wrong.
Spins on a ruler. Đây các bạn sẽ phải tìm một cái tất trong thùng rác. Let's go. Rebel padlock. No problem. This'll help you. Take it. Let's go. Okay. Thank you.
Oh my God. Don't ever mix the ingredients wrong. Hey, little cook, be more careful with your food. Thank you.
Charlie! Fantastic! Great. We're back together. Oh, man. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Toàn Hero. Thank you.
bờ ba đê. Ok. Let's go. Listen. Các bạn phải mua súng khác. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Poppy, Stickman. Ok, let's go. Subject. You're doing fantastic. Problem 2. 6. Minus. Good one. Problem 3. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Now it's... Sweep, sweep, sweep! Oh!
Đừng bỏ anh Trang lại bắt mình. Đấy, các bạn phải tìm thấy tất cả màu sắc. Cuốn sách thứ 3 rồi. Let's go. Tiếp tục vào. No running in the hall. Oh my god. Khi chàng này bắt thì các bạn sẽ phải đợi trong vòng 15 giây. I don't wanna play with no one. 7, 6, I don't wanna play with no one. 3, 2, 1. Ok. Looks like it's sweeping time. Play with no one. Sách thứ 5. Nguội rồi, bị bắt rồi. Oh my gosh, ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.